Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô xin được giới thiệu cho các bạn một vài những cụm từ đi với động từ get. Chúng ta cùng bắt đầu đi nhé. Đầu tiên chúng ta có get away from something, có nghĩa là tránh né hoặc là muốn thoát khỏi một cái tình trạng nào đó. Ok, for example, I needed to get away from the pressure of work. They wanted to get away from the traditional ideas of gender. Từ thứ hai đó là get along, có nghĩa là có một mối quan hệ tốt với anh đó, hòa thuận với anh đó. Ví dụ, her co-workers and she get along very well. My brother and I don't get along so well. Từ thứ ba cũng có nghĩa giống với chữ get along, hòa thuận, có mối quan hệ tốt với ai đó, đó là get on. Ví dụ, I've always got on well with my sister. I've always got on well with my sister. Rồi, từ tiếp theo đó chính là get down to something, có nghĩa là sắn tay vào, bắt đầu làm cái việc gì đó mà có vẻ như là khó khăn, cần nhiều cái năng lượng. Ví dụ, it's time to get down to the project. Rồi, từ tiếp theo đó là get in on something, có nghĩa là tham gia vào, hoặc nhúng tay vào cái việc gì đó. Ví dụ, we want to get in on this environment project. No organization would like to get in on this program. Và từ cuối cùng đó là get to somebody or get to something, có nghĩa là làm cho ai đó khó chịu hoặc là buồn. Ok, ví dụ, the pressure from work sometimes gets to me a bit. Don't let anything get to you. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã được giới thiệu một số những cụm từ đi với get. Chúng ta hãy cùng điểm lại nhé. Get away from somebody or something. Get along. Get on. Get down to something. Get in on something. Get to somebody or something. Ok, vậy là video tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào Xuân Tân Sửu 2021. Speak Only ưu đãi 20% học phí các khóa học khi ghi danh trước 7 tháng 2. Không cần đóng học phí, chỉ cần giữ chỗ. Số lượng có hạn, hãy đăng ký liền tay ra Tết học ngay. Khi mặt trời chỉ vừa lên mình, ngồi vào bàn và phút giây trôi, nhìn lại đã muộn rồi. Có một cách vừa học vừa chơi, học mà chơi, học mà chơi mà học mà chơi mà học mà chơi.